Con này nó quá VIP cho nên là em không cần nói gì hết, em chỉ quay thôi mà anh tự cảm nhận ha. Con này em tính làm avatar của em, tính đổi avatar của em luôn. Tại vì hàng em chơi mà, tính đổi làm avatar luôn. Hàng VIP quá VIP. VIP quá VIP luôn. Đây, mọc mít đầy nổ. Em lấy cái điện thoại quay cho mà thấy rõ luôn ha. Một lửa ha. Bên đây. Hai lửa ha. Nó là hai lửa nha mày. Và nó có chắn gió, khi em thổi oxy cho nó sẽ lớn lửa đó, em càng thổi oxy vô lửa nó càng lớn, cái chắn gió của nó đó. Hay đọc không? Mà bên đây nó hơi yếu xăng nè, phía bên đây nó hơi yếu xăng nè, quá chất, chất dư nước cất và hiếm, siêu hiếm. Mà anh có tiền, mà anh có thể đi ra nhậu, nhưng mà anh có tiền mà anh không mua, mai mốt mà anh muốn mua không mua được nữa, không có đâu để mua hết. Ok.